Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5 này đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Mazda CX-5 nó có những phiên bản 2.0, phiên bản 2.5 và ở mỗi phiên bản nó đều có những cái phiên bản riêng, đó là một cầu hay là hai cầu. Hôm nay ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe Mazda CX-5 này đây, phiên bản 2.0, số tự động, hai cầu quý bạn nhé, hai cầu AVKD, 4 bánh toàn thời gian ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và chiếc xe này mới lăn bánh có 5 vạn km thôi. Chiếc xe này là của một ông trạm trưởng của một trạm y tế sử dụng, một chủ từ đầu đấy, chạy rất là ít, mới có 5 vạn km thôi các bạn nhé. Và ở cái phiên bản 2.0 số tự động hai cầu AVKD này, nó là bản đủ rồi. Xe được trang bị đèn pha bi xenon ông này, cửa sổ nóc này, ghế chỉnh điện này, đèn led này, option thì đầy đủ rồi. Và đặc biệt là chiếc xe này được chủ xe vừa mới thay một cái dàn lốp Michelin, đi rất là êm các bạn nhé, cả dàn lốp Michelin R19 các bạn ạ, rất là đắt tiền. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mazda CX-5 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 568 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2015 hai cầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905608883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 số tự động hai cầu AVKD sản xuất 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 2.0 2015 này quý bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về bên phần bên ngoại thất của chiếc xe. Chúng tôi cũng xin chia sẻ luôn là thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về xong đấy ạ. Vừa mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, cho nên là sáng nay tôi đem ra là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Chắc chắn với quý vị và các bạn một điều là chiếc xe này chúng tôi còn chưa rửa. Chưa dọn dẹp, chưa đánh bóng, chưa làm bất kỳ một cái gì cả. Vừa với mua hôm vào chiều ngày hôm qua là tôi đem ra tôi quay luôn đấy ạ. Đấy, ví dụ như trên cái phần thân vỏ này thì nó có đôi phần xước sát một chút đây nhá các bạn nhá. Cái vết xước này cũng rất là mỏng thôi, vết xước này đánh bóng sẽ hết. Đấy. Cái vết này là khi nó bị va chạm vào một cái vật khác thì là bắt đầu là nó bám sơn lên cái này thôi, chứ chưa bị xước đâu ạ. Đấy, chưa có xước sát tí nào đâu quý bạn nhá. Đấy, vết xước này
chỉ có đánh bóng thôi ạ. Đánh bóng là hết, nhưng chúng tôi cũng chưa đánh bóng ạ. Đấy, trên về cái phần vỏ này, sơn, nước sơn vỏ bên ngoài cũng còn rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Xước sát cũng rất ít các bạn nhé. Đấy, về cái phần thân vỏ bên ngoài đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, và ở cái phiên bản CX5 AVKD đây ạ. AVKD tức là số tự động hai cầu, và hai cầu của AVKD tức là bốn bánh toàn thời gian các bạn nhé. Đấy, hai cầu là bốn bánh toàn thời gian, và nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều và rất đẹp đây các bạn nhé. Nền rất phẳng này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất đẹp luôn. Đấy, nước sơn rất là đẹp các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn pha bi xenon ông này, đèn pha bi xenon ông, và đặc biệt còn rất mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Rửa đèn pha này. Đấy, đèn led ban ngày hay gọi đèn daylight này, đèn gầm này, mặt ca lăng cũng còn rất đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, riêng về cái cụm đèn này chưa có xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, cái này là chỉ bẩn thôi này, những cái này là chỉ bẩn thôi các bạn nhé. Đấy, và cái bên dưới này thì xước nhẹ nhàng, bên ngoài đánh bóng là sẽ hết. Đấy, gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây, mở cửa cả bên phụ luôn. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã thay cả một cái dàn lốp Michelin này các bạn ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp Michelin này, rất là mới, rất là dày luôn các bạn nhé. Cả cái dàn lốp này rất là dày. Đấy, cũng mới thay thôi, dàn lốp Michelin mới thay. Cho nên là quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì yên tâm luôn các bạn nhé, không phải làm cái gì nữa đâu ạ. Xe cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android và camera hành trình trước, camera hành trình sau, và camera nguyên bản của xe đã có camera lùi rồi các bạn nhé. Camera lùi nguyên bản này, camera hành trình lắp thêm này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe Mazda CX-5 2015 đấy ạ, phiên bản 2.0, số tự động 2 cầu AVKD. Nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ, rất là đẹp rồi và rất là mới các bạn nhé. Về cái phần nội thất thì rất là ok. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ nội thất bên trong các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này. Đấy, toàn bộ về cái phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả về những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản luôn này, chúng tôi cam kết là nguyên bản này, không có mất một phân keo chỉ nào. Đấy, tắp bi cánh cửa này rất là mới nhé, chúng tôi chưa có dọn, chưa có rửa gì cả, cho nên là nhìn nó hơi bẩn đây thôi. Đấy, chứ còn rất là mới đây, nhìn vào những cái vết này chưa có mòn đâu quý bạn này. Đấy, những cái vết lên xuống kính này. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Và hệ thống âm thanh cao cấp là loa Bose quý bạn nhé. Đấy, hệ thống âm thanh cao cấp là loa Bose rồi. Ghế da cao cấp chỉnh điện này. Đấy, ghế da cao cấp chỉnh điện này, cửa sổ nóc đầy đủ luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp này. Chủ xe cũng đã lót sàn rồi các bạn nhé. Đây có lót sàn này, chúng tôi chưa có dọn rửa gì được cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi. Do xe này đang đi cho nên là chúng tôi chưa có dọn rửa gì được. Và có cả cảnh báo áp suất lốp rồi các bạn nhé. Đấy, xe nguyên bản đã có cảnh báo áp suất lốp. Đấy, tất cả những con ốc ở trong đây đều nguyên bản hết luôn các bạn ạ, chưa có một con ốc nào bị tháo ra nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Tất cả keo chỉ là còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề còn nguyên luôn, chưa có một con ốc nào tháo. Đây bên trong này nó hơi bẩn này, chúng tôi chưa có rửa đâu ạ. Đấy, về cái phần nội thất phía sau cũng bẩn quý bạn nhé, chưa có dọn rửa gì cả đây. Nhưng cơ bản là cái ghế này vẫn còn đẹp luôn ạ, chưa có bị xước sát gì cả này, chưa có bị bẹp hay là nhầu nhức gì cả đâu các bạn nhé. Vì chiếc xe này đằng sau này ngồi cũng ít này. Đấy, và trần này, trần cũng rất là đẹp quý bạn này, chỉ có hơi bẩn một chút. Đây là bẩn này, bẩn này chưa dọn dẹp nhá, do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, nếu như dọn chiếc xe này đi thì nó sẽ rất là đẹp này, còn nguyên cả những cái đồ chủ xe này, chúng tôi chưa có dọn tí nào đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ bước lên xe, mời quý vị và các bạn cùng tôi
cùng bước lên xe để xem về cái phần option ở bên trong này, cũng như là về cái màn hình. Tôi sẽ bật cái điện lên nha, khóa thông minh. Đã, đèn nổ start top. Màn hình Android to đùng mà chủ xe đã lắp cho chiếc xe này rồi. Màn hình Android rất là xịn sò, giải trí thông tin đa phương tiện, tích hợp cả camera lùi. Camera hành trình. Camera hành trình thì có cả cam hành trình trước, cam hành trình sau. Đấy. Và đây thưa với quý bạn, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe mới lăn bánh 5.1 km thôi quý bạn nhá. Lăn bánh 5.1 km, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control. Đấy. Và cái kiểm soát hành trình này hình như có cả speed limit luôn đấy ạ. Đấy. Màn hình thông tin, giải trí thông tin đa phương tiện Android đấy ạ. Đấy. Điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn nhé. Đấy, ghế thì đã có ghế điện này và sấy ghế này. Ở cái phiên bản hai cầu này thì nó đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Đấy, sấy ghế luôn nhá. Đấy. Có cả sấy ghế luôn và táp lô này. Rất là mới luôn các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như này rồi. Đấy, táp lô rất mới này. Gương chiếu hậu chống chói này. Đấy, gương chiếu hậu chống chói đây các bạn nhé. Và toàn bộ từ những cái phần trần này, phần nhựa bên trên này đều rất là mới này, chỉ có bẩn một chút thôi nhá. Bây giờ mà chúng tôi đánh dọn đi thì nó lại rất là đẹp đấy ạ, rất là mới đấy ạ. Và cửa sổ nóc. Đấy, phiên bản này có cả cửa sổ nóc rồi các bạn nhá. Rất mới, rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2015 lăn bánh có 5.1 thôi cho nên là nó rất là đẹp ạ. Tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2.0 này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì rất là hấp dẫn các bạn nha. Đấy, rất là biết lấy, Mazda cũng rất là biết lấy lòng người dân Việt Nam mình. Đấy, đó là cái mức tiêu thụ nhiên liệu cho phiên bản 2.0 này. Chỉ 6,9 lít cho 100 km quãng đường kết hợp đấy ạ. Đấy, và 9,5 lít trong đô thị các bạn nha. Và nếu như chạy ngoài đô thị chỉ có 5,35 lít thôi. Đấy, rất là hấp dẫn luôn, rất là tiết kiệm, rất là hiệu quả, rất là kinh tế cho người Việt Nam mình. Đấy, đầu tiên, tiêu chí đầu tiên của người Việt Nam mình đi mua xe là cái mức tiêu thụ nhiên liệu đấy ạ. Xem nào có ăn nhiều xăng hay ít xăng các bạn nhá. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp, mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn xem về cái phần cốp sau. Chia sẻ với quý vị và các bạn đây là chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa dọn tí nào luôn các bạn nhá. Đấy. Đồ đạc của chủ xe còn nguyên luôn đấy ạ, chưa có dọn dẹp tí nào cả. Đấy, cái bác chủ xe này thì không biết là đang nghiên cứu gì về cái đồ gỗ đây. Thứ nhất là nghiên cứu gì về đồ gỗ này, thứ hai này đang nghiên cứu gì dự án này. Đấy, vẫn còn nguyên dự án này. Và đặc biệt là bác chủ chắc chắn là lên con xe Everest này sao này, đang thấy nghiên cứu Everest này, có cả catalog của xe Ford Everest, chắc chắn là bác này đang thích Everest rồi. Đấy, tôi nhìn thấy như thế đấy. Đấy, và đây cho quý bạn xem này, ốc cốp sau này còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau và ốc cốp sau còn nguyên bản luôn các bạn nhá. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản và còn rất mới, rất đẹp này này. Đấy, quý bạn xem những cái phần nhựa ở cốp sau này, đằng sau này. Đấy, đa số là chủ xe cũng để những cái đồ linh tinh nhỏ nhẹ này thôi cho nên là đều rất là mới này. Cái này là bẩn các bạn nhá, cái này là bẩn thôi. Đấy. Còn đằng sau này rất mới, rất là đẹp luôn này. Chưa có dọn dẹp gì thì nó bẩn như thế này đấy các bạn nè. Sản xuất năm 2015, tức là đến nay đã sử dụng được 7 năm rồi, cho nên là những cái việc bẩn như thế này là bình thường ạ. Chúng tôi chưa dọn đấy, như cơ bản là nó còn rất đẹp này này. Cái nỉ này, quý bạn xem này, những cái nỉ này nó chỉ bẩn thôi nhá. Đấy. Và phía bên dưới là lốp sơ cua. Lốp sơ cua. Đấy, lốp sơ cua cũng còn nguyên. Đây, vạch sơn này. Vạch sơn của lốp sơ cua còn nguyên đây, chưa hạ đâu các bạn nha. Đây này, nó bụi bẩn thôi. Đấy, bụi bẩn vạch sơn thôi chứ còn lốp sơ cua này chưa hạ. Đóng cái cốp này lại, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem ạ. Cánh cửa phía sau bên phụ này. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này, keo chỉ còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên luôn này. Đấy, còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa này. Táp bi cánh cửa này. Đều rất là mới này, nội thất đằng sau. Đấy, những cái này là bẩn chúng tôi chưa có dọn gì đâu ạ. Vẫn còn nguyên đồ đây này. Vẫn còn nguyên đồ của chủ xe. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đẹp từ những cái phần ghế da này. Đấy, ghế da này.
cho đến những cái phần nỉ này, trần nỉ trần này, ghế da đều rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước này, bấm tay để mở cửa luôn các bạn nhé. Đấy, và phần keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên luôn. Đấy, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên luôn nhé quý bạn nhé. Đấy, hệ thống âm thanh cao cấp này, loa bầu. Đấy, ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này, táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên và còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, từ những cái phần bậc cửa này, đấy, ghế da này đều rất đẹp. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này, tem của nhà sản xuất đây, số vin số khung đấy ạ. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Chưa có dọn dẹp gì mà nó đẹp như vậy rồi. Quý vị các bạn xem cái đồng hồ 5 vạn km này, phải nhìn về cái vô lăng còn đẹp như này này, cần số này, tay phanh này đều rất là mới này. Đấy, từ cần số này, chưa có xước sát gì cả, tay phanh cũng vậy các bạn nhé, đều rất là đẹp luôn. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc CX-5 2015 này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động, hệ dẫn động AVKD, 4 bánh toàn thời gian các bạn ạ, đi rất là thích. Đấy, và ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị bạn là nó còn nguyên bản ạ. Đấy, vì mới lăn bánh có 5 vạn km thôi, cho nên là tất cả các ốc đây, thưa với các bạn này, ốc chân máy còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Tất cả những cái ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy của chiếc xe này là còn nguyên bản hết luôn ạ. Và còn rất đẹp, rất mới đây các bạn ạ. Đấy, mới có 5 vạn km thôi. Đấy, và cái động cơ này là chúng tôi để nguyên đây các bạn nhé. Xem đến bên ngoài chúng tôi còn chưa rửa cơ, nội thất cũng chưa dọn cơ, cho nên là cái động cơ này cũng nguyên đấy. Mua như thế nào là tôi cứ đem ra tôi quay nguyên như thế vậy cho quý bạn cùng xem đấy. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nếu như động cơ này chúng tôi đem dọn đi thì nó lại rất mới. Đấy, chưa dọn được thì nó hơi bẩn một chút thôi ạ. Đấy, và cái ốc này, từ những cái ốc giảm sóc này, quý bạn xem này, ốc giảm sóc này cho đến ốc chân cabo này. Đấy, chân cabo này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý bạn nhé. Đấy, cabo còn nguyên bản hết luôn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Riêng về cái chuyện đâm đụng hay là va chạm thì chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý bạn, cho quý bạn có thể yên tâm lúc mua xe. Hoặc nếu như quý bạn chưa yên tâm, quý bạn có thể mang chiếc xe này ra hãng để check luôn quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới ở cái khoang động cơ này. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần nội thất, ngoại thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 hai cầu AVKD sản xuất năm 2015 này các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 568 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda CX-5 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.